Linh Báo Quan, tác giả Tuấn Vũ. Chiếc xe khách kình càng to lớn phóng đi dung nhúc trên đoạn đường quốc lộ mù mịt bụi. Thân xe dính bê bết đất bùn sau trận mưa hồi sáng. Nhưng trong xe không có hành khách, chỉ có duy nhất một người tài xế mặt mũi bầm trợn, da đỏ tía tai, đôi mắt ngầu lên vì dằn dện những đường máu đỏ. Gã tài xế vừa đi vừa bấm còi như một kẻ điên. Hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau, làm cái quai hàm vốn đã to, nay lại còn bành ra khủng khiếp. Trên cái đầu trọc lóc của gã tài xế, nổi lên những đường gân máu giật lên lia lịa theo từng nhịp đập của trái tim. Hai bàn tay siết chặt vô lăng làm làn da trắng bệch bạc hẳn cả đi. Phía dưới, chân phải của gã tài xế dẫm nghiến vào cái bàn đạp ga, thốc cho chiếc xe cứ lao đi dùng dút như một kẻ điên. Mặc kệ xung quanh biết bao nhiêu người sợ hãi cuống cuồng né rạp sang một bên để tránh cái thứ hung thần xa lộ đó. Chiếc xe dính bê bết đất bùn lao đi trong điên loạn, được cầm lái bởi tên tài xế Thanh Long. Thanh Long không phải tên thật của hắn, mà cũng không ai biết được tên thật của hắn là gì. Họ gọi gã như thế vì dựa vào cái thứ hình xăm dằn dện hắn khắc trên lưng, trên bụng và dòng lên tận cổ. Làn da nâu bóng như lớp vảy của một con kỳ đà, nhưng được xăm lên tấm hình một con rồng xanh nhìn lại càng thêm phần hổ báo. Hắn đã có tiếng trong giới giang hồ, từng năm lần bảy lượt vào tù ra khám. Tuổi đời mới chỉ quá 30, nhưng đã là một nhân vật quen thuộc trong ngành. Tất cả công an đều biết mặt và luôn luôn là nhân vật đầu xỏ trong những vụ đánh nhau kể từ ngày gã mới học trung học phổ thông. Con rồng xanh của huyện Tâm Thanh này từng khiến rất nhiều người sợ hãi. Họ chỉ bớt lo khi hắn vắng mặt khỏi khu vực, không phải đi làm ăn mà hầu hết là nhập kho vào nhà đá. Tất cả những lần vào trại của Long đều chỉ vì những lý do rất đơn giản rồi dẫn đến đánh lộn xô xát. Có lần chỉ vì một cậu thanh niên nọ vô tình dẫm vào chân, Long đã cầm phớ chém gần lìa gân tay của chàng thanh niên xấu số. Vụ ấy Long lĩnh án 7 năm. Sau khi trở về, hắn không những không thay đổi mà ngược lại càng trở nên láo liếu. Nguy hiểm hơn, chính trong giới giang hồ cộm cán, những tay đầu nậu anh chị cũng đều phải kiêng mặt Long vì lịch sử phạm tội và vô tiền khoáng hậu, lại cực kỳ nóng nảy, hung hăng và manh động, rất dễ xảy ra xô xát. Chuyện kể rằng, trong một lần đi bảo kê cho một chuyến hàng chở đầy vật tư máy móc buôn lậu trên tàu thủy, trong nhóm thủy thủ đã có kẻ ra mặt mắng mỏ Long. Xích mích thì không ai rõ từ đâu, nhưng tay thủy thủ kia người to lớn như cái cối xay, chân tay cuồn cuộn bắp thịt, làn da rám nắng nâu bóng, không khác gì một gã hộ pháp. Hắn to gấp đôi người Long và tưởng chừng chỉ cần một đấm là Long có thể bắn xuống biển. Nhưng Long không tỏ ra nào núng, hắn đứng im nghe tay thủy thủ kia chửi bới mình, không hề có một phản ứng nào bật lại. Nhưng sáng hôm sau, người ta phát hiện ra tay thủy thủ treo cổ chết trên lan can tàu, còn xác thì lủng lẳng ngoài mạng. Họ cho rằng tay thủy thủ chết là do Long hạ thủ, nhưng không ai có bằng chứng rõ ràng để kết tội được hắn. Người ta đã nhiều lần tận mắt nhìn thấy Long trực tiếp ra tay và hầu hết tất cả nạn nhân có dính líu đến hắn đều có kết cục vô cùng khủng khiếp. Có những kẻ nhẹ thì mất mạng, nặng thì cả nhà chỉ trong vài năm không còn ai sống sót. Vì vậy mà những giai thoại về tiếng tăm mang trợ của hắn cứ ngày càng được thổi phồng lên. Trước đây, khi Long còn trẻ, đám đàn anh đàn chị trong vùng còn coi hắn như một tên lính đâm thuê chém mướn. Chỉ đâu xiên đó, nhưng càng về sau, họ lại càng cảm thấy Long như một con ngựa bất kham. Giữ hắn cạnh mình không sớm thì muộn, cả đường dây cũng có ngày sổ khám. Hoặc tệ hơn, hắn có thể đâm chết mình bất cứ lúc nào vì bản tính nóng nảy liều mạng. Bởi vậy,
mà sau mấy lần ra tù, Long gần như bị hất cẳng khỏi giới giang hồ, buộc hắn phải tìm đường khác làm ăn chân chính. Không ai biết Long chạy vậy hay mượn hay trấn lột đe dọa của ai mà gã mua được một chiếc xe khách cũ, đem về mông má lại rồi làm giấy tờ chính thức mở một tuyến xe khách chở người và hàng hóa từ Hà Nội lên Sơn Tây. Quãng đường không quá dài nên mỗi người khách hắn thu 70.000, đều đặn mỗi ngày 5-6 lượt cả đi cả về, cũng xem như là có tiền thu tiền bổ cho qua ngày. Những người hay có việc đi ngược từ Hà Nội Sơn Tây chắc chắn không ai còn lạ cái xe khách rộng rãi to kình, càng sơn đen bóng như của nhà xe Thanh Long của gã. Dân thợ lái vốn là những người hơi mê tín, họ tin vào những hiện tượng kỳ bí, dị thường mà dân gian vẫn cho là ma quỷ. Họ coi cái xe mình lái nhiều khi còn quan trọng hơn chính bản thân của mình, chăm chút nó từng ly từng tí một. Vậy nên, khi những bác tài lần đầu tiên nhìn thấy cái tên của nhà xe Thanh Long, người ta hơi kinh ngạc, bởi cái tên Thanh Long là do hắn đặt ra. Người trong nghề lái luôn cố gắng tránh những danh từ mang tính chất thần thánh quyền bí, bởi họ vốn có lòng mê tín, là dị nể các vị thần thánh. Đặt tên Thanh Long cho một cái xe dường như có một ý niệm gì đó mang tính bán bổ, xúc phạm thánh thần. Đã vậy, cái xe sơn đen xì tăm tối như màu xe tang, nhìn không khác nào một cái áo quan khổng lồ đặt nằm trên đường với mấy bánh cao su bên dưới. Đó là còn chưa nói đến cái biển số xe, cái đó mới là tai hại. Ai đời lại lấy biển số xe có tận mấy con số 4? Dân lái rất kiêng những con số như số 4 vì phát âm theo tiếng tàu là chết. Vậy mà hắn lại dám lấy cái biển số đen đuổi đó rồi gán lên xe của mình mà không mảy may tỏ ra sợ hãi. Không thèm quan tâm đến những lời bàn ra tán vào, vì Long vẫn luôn có khách. Nhưng dạo gần đây, dịch bệnh nổ ra 3-4 lần cách ly giãn cách xã hội, ngành dịch vụ du lịch và vận chuyển cũng vì vậy mà eo uột. Theo làm nhà xe của gã cũng trở nên ế ẩm không có khách. Hắn bắt đầu lo lắng phải tính kế làm ăn kiểu khác thôi. Đường làm ăn ấy chính là liên hệ với đám con buôn trên biên giới để đưa người vào lãnh thổ Việt Nam trái phép. Hắn đã đi trót lọt 3-4 chuyến, mỗi lần kiếm được cả mấy chục triệu đồng, vượt xa mong đợi cũng như số tiền bình thường hắn kiếm được khi đi chở khách thuê. Để tránh bị công an trong nước phát hiện, đường dây của Long hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội. Chúng liên hệ với nhau bằng phần mềm WeChat và những số điện thoại không được đăng ký trước. SIM chỉ dùng một lần rồi ném bỏ đi, nên rất khó nắm bắt được đường dây liên lạc. Thường thường, những đầu nậu buôn người bên kia biên giới sẽ tập trung những người Việt nhập cư bất hợp pháp, chạy sang làm ăn chui ở bên Trung Quốc. Tập hợp họ lại thành một nhóm dưới 10 người, sắp xếp chốt lịch ngày, đi lại rồi mới gọi cho Long. Người vượt biên bắt buộc phải tắt hết điện thoại, thậm chí là ném luôn những chiếc smartphone chỉ được dùng cục gạch để tránh phát tán thông tin trên mạng xã hội. Trong thời gian vận chuyển, chính Long cũng chỉ dùng cục gạch để liên lạc vì nó vừa rẻ vừa bền, pin lại trâu và nhất là không có sợ bị ai theo dõi phát hiện. Sau khi tập hợp đủ người, đầu nậu bên kia biên giới sẽ thu một khoản tiền trước, đó là phần của chúng. Tiền vận chuyển thì lại do Long tự thu, chúng không hề liên quan đến việc đó. Số người vượt biên sẽ tập trung lại một điểm không cố định trong rừng, sau đó đi bằng con đường mòn, lối mở, tránh sự quan sát theo dõi của lực lượng chức năng và biên phòng, rồi mới lặn lội ra địa điểm mà Long hẹn đón. Ở đó, đám người vượt biên mới được lên xe, bắt đầu chuyến đi đặc biệt mà tất cả đều biết rằng mình có thể là nguy cơ cho cả nước. Nhưng lòng tham của những tên đầu nậu như Long và đồng bọn, cùng với sự ích kỷ ngu dốt của nhiều người ham muốn kiếm tiền, vượt biên rồi rước voi về dày mã tổ, đã vượt lên cả tình yêu nước, sẵn sàng chà đạp lên lợi ích của cả triệu con người chỉ vì sự ích kỷ và vụ lợi. Long đã đi trót lọt mấy lần, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.
và gieo nhân ác không thể gặp quả lành là vì vậy. Chỉ một thời gian ngắn sau, khi bí mật chuyển người vượt biên trái phép, chính Long cũng gặp nhiều biến cố kinh dị lạ thường, rồi mới dẫn đến cái cảnh hắn lao đi như một con thiêu thân tìm cái chết như ngày hôm nay. Mọi sự cố kinh hoàng, rùng rợn đều khởi sự từ một lần đi chở khách vượt biên vào một ngày cuối năm ngoái. Chuyến xe lần đó có dọn dẹn 9 người, tính cả hắn nữa thì vừa đủ 10 người. Nhưng ngay từ lúc lên xe, Long đã bí mật để ý đến một cô gái trẻ tuổi. Mặc dù cô ta bịt khẩu trang kín mít, nhưng dựa vào đôi mắt và cái mũi cao lấp ló sau lớp vải, Long cũng đoán được cô gái rất xinh đẹp. Chưa kể đến bộ quần áo bó sát chật ních cô gái trẻ đó mặc ở trên người, khoe ra ba dòng tuyệt hảo với dòng một, dòng ba quyến rũ căng tròn như mời gọi, làm cho hắn ba bốn lượt phải cúi đầu che mặt mà giấu đi sự thèm thuồng. Nó đang hừng hực bừng lên trong trí óc của hắn. Cô gái lại còn ngồi ngay sau cái ghế lái, nghĩa là gần sát cạnh Long, làm cho hắn liên tục nhìn vào gương chiếu hậu mỗi khi cô gái nọ cưới người lúi húi. Cái áo thun rộng cổ lại lộ ra, khoe bộ ngực chịu nặng tròn đầy trắng bóc một cách hớ hình. Trên đường lái xe, Long phát hiện ra rằng cô gái này cũng là người Sơn Tây, sang Trung Quốc từ năm 18, làm mấy công việc lặt vặt trong một spa chuyên làm móng tay móng chân cho mấy con mụ sồn sồn quá đát. Long nghe đến đó, chợt gã nảy ra một ý định đen tối. Cô gái này kiểu gì cũng sẽ phải đi trên xe tới phút cuối cùng với hắn. Nói chuyện được một lúc, Long bắt đầu lên tiếng. Nhà anh cũng ở Sơn Tây, hai em đi cùng với anh luôn. Anh trả khách rồi đưa em về, đỡ phải lặn lội tìm xe khách khác, thế nào cũng nguy hiểm mà. Lỡ như bị công an chúng nó nhìn thấy thì dò hỏi trách chuyện lắm. Cô gái nghe thấy Long nói như vậy cũng có lý. Đã vượt biên đi đường tiểu ngạch về nước, ai không sợ bị công an phát hiện chứ? Không những chính bản thân mình chịu án, mà còn để lộ đường dây, có khi bị bọn đầu nậu tìm cách trả thù thì chết. Bởi vậy nên cô gái kia mới ngay tình chấp nhận. Dạ, được vậy thì tốt quá, chứ em cũng lo bị công an nó phát hiện thì hư bột hư đường hết đó anh. Mọi chuyện đã theo đúng âm mưu xấu xa mà Long đã dự định. Sau cái lớp khẩu trang, hắn khẽ cười thầm, nhìn con mồi sắp rơi vào tầm ngắm. Sau khi đưa tất cả hành khách vượt biên đến một khu vực trung chuyển bí mật, Long mới chở cô gái nọ về Sơn Tây. Cô ta tên là Hoa, diễn khách tha hương ngộ cố tri, vốn đã là một người xa xứ đã lâu, nay trong hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo lại gặp phải một người đồng hương thì còn gì vui hơn. Cô gái trẻ quý vô tư tâm sự, kể lể hết quá trình vì sao phải sang đất khách kiếm tiền, đến những công việc cô đã từng làm bên Trung Quốc. Lại nói về hoàn cảnh gia đình, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ em thế nào. Câu chuyện cứ như vậy rất chóng trở nên thân mật. Nhưng Hoa đâu có ngờ được rằng, người cuối cùng cô ngỏ lời tâm sự lại chính là kẻ lòng lan dạ sói, đói tình khát dục, sắp biến cô thành một miếng mồi ngon. Từ Hà Nội, Long dòng dèo không theo con đường nào cố định. Khoảng cách từ Mỹ Đình về Sơn Tây cũng không phải quá xa, khoảng cách chưa đầy 50 cây số, nhưng đi mãi cũng không đến nơi, mà càng đi lại càng vào chốn điều hiu heo hút. Mãi đến sẩm tối, nghĩa là đã đi được hơn nửa ngày đường, Hoa mới bắt đầu sinh nghi. Cô ấp úng. Anh ơi, mình đang đi đường nào vậy? Long mỉm cười trả lời ráo quảnh. Đi đường tiểu ngạch chứ sao em? Đi đường quốc lộ công an giao thông nó dãy tay vào đo thân nhiệt, hỏi giấy tờ lộ trình thì dở mặt luôn. Gã nói vậy để trấn an Hoa, nhưng cô gái trẻ càng lúc càng thấy bất an, nên chỉ được một lúc cô lên tiếng. Hay thôi anh ơi, lát nữa đến đoạn nào đó đông người, anh cho em xuống đi, em tự đón xe đi về. Long không trả lời, không khí trên xe càng lúc càng căng thẳng. Hoa bắt đầu run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt hau háu của Long phản chiếu qua tấm gương chiếu hậu. Chiếc xe không còn hành khách, chỉ còn lại mình Hoa bên cạnh con thú đang đói mồi. Hoa run rẩy nói. Anh ơi,
Em xin anh, cho em xuống xe đi. Long cười khanh khách, hắn vẫn nắm lấy vô lăng, nhưng lắc đầu không nói. Đến một đoạn đường vắng bên cạnh là một rừng keo tùm, nhưng không có lấy một bóng người qua lại. Long đạp chết thắng, làm cả cái xe dừng hẳn lại. Cô gái yếu đuối xém nửa ngã nhào ra sàn xe. Long ấn nút mở cửa xe, rồi giả tảng bảo. Cách đây 500 mét, đi về phía bề rừng, có một khu chợ nhỏ. Giờ đi vào đây rồi không có dòng ra được nữa. Em xuống thì xuống nhanh lên đi, để anh con về. Trời đã đổ mưa, tiếng gió rít, tiếng nước mưa đập vào cửa xe, cành lá trong rừng khiến không gian càng trở nên đáng sợ. Nhưng những điều đó không thể cản bước cô gái trẻ tìm cách thoát khỏi con thú hoang ở bên dưới lốt của thằng người. Hoa không đợi cho hắn nói hết câu, cô đã sợ hãi lao ra khỏi cửa. Nhưng hắn không hề có ý định cho Hoa xuống xe. Bởi vậy, khi cô gái trẻ còn chưa bước nổi hai bước chân ra ngoài, thì cánh cửa xe đã khép lại, kẹp chặt nửa thân người cô vào giữa. Cơ cấu thủy lực của cửa xe vô cùng mạnh, nó ép chặt vào eo, để hở một nửa người Hoa ra ngoài, còn nửa còn lại thì vẫn ở trong xe. Long lúc này mới rời khỏi vô lăng, gã kéo thắng tay cho chiếc xe không bị trôi đi, rồi lần mò xuống chỗ cửa xe, ngắm nhìn Hoa đang dùng dãy chửi bới, nhưng không tài nào rút nổi người qua khe cửa hẹp. Những động tác quằn quại cuốn cuồng đó lại càng đánh thức con thú trong lòng trỗi dậy khi nhìn thấy cái dòng ba liên tục nảy lên nảy xuống trước mặt. Hắn không kìm được, tháo khóa quần rồi tuột luôn cái lớp vải bò ra khỏi người con gái. Hoa kinh hãi quẩy đạp liên cuồng, toan dùng thoát. Cánh tay của cô chới giới, toàn nắm lấy cái chốt kéo cửa xe. Nhưng không được. Từ phía sau, con thú đê tiện vẫn đang hùng hục làm cái việc nhút nhơ, mặc kệ cô gái trẻ vẫn đang gào thét cầu xin. Càng về sau, Long lại càng hứng thú. Cơn say tình khát dục trong hắn bùng lên cuồn cuộn, khiến cho hắn tò mò, muốn biết có cái gì sau lớp áo kia. Long cười lên khanh khách. Mày muốn mở cửa xe hả con đĩ? Nè, mở nè. Vừa dứt lời, Long gạt cái chốt piston của cửa mở ra, nhưng tay đã nắm chặt lấy mớ tóc của cô gái xấu số mà giật lại. Cơn đau khiến cho cô tỉnh hẳn người, cố gắng dùng dãy nhưng không được. Vì ngay khi bờ vai gầy của cô vừa lọt qua khe cửa, thì Long đã lại gạt chốt, hai cánh cửa được khởi động, kẹp cứng cổ của Hoa vào giữa. Làm cả thân người cô giờ đây ở trong xe, chỉ còn cái đầu của Hoa là vướng lại bên ngoài. Long càng thích thú, hắn xé nát cái lớp áo khoác bò, giật tung cả cái áo thun bên trong rồi rú lên vì sung sướng. Không hề biết rằng ngoài cửa xe, Hoa đã không thể hét lên được nữa. Không phải vì cô kiệt sức mà là bởi cổ của Hoa đã bị hai bên cánh cửa kẹp chặt lại, chặn ngang khí quản làm cho cô tắt thở. Trong cơn điên loạn, Long cứ ra sức thực hiện trò thú vật đồi bại, không hề nhận ra nạn nhân của mình cứ càng lúc càng mềm nhũn. Hai mắt đã trợn trắng, miệng thì sùi bọt mép, tắt thở từ lâu. Đến khi xong việc, Long mới nhận ra Hoa đã chết. Hắn thầm nghĩ. Mẹ kiếp, thôi vậy cũng đỡ cho mình, đéo phải ra tay. Nó vượt biên rồi bị hiếp thì cũng đéo dám báo công an đâu. Nhưng mà cần tắt vô ấy nấy. Long thầm nghĩ, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn cái xác của cô gái trẻ đang rủ ra trên sàn xe với cái đầu vẫn thò ra ngoài cửa. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế của Hoa, ngắm nhìn tác phẩm đồi bại của mình đang chảy ra từ giữa hai đùi của cô gái xấu số. Long mỉm cười, nghĩ ra một cách phi tang xác chết mà sẽ không có ai nghi ngờ gì cả. Hắn lấy nước rửa sạch phần dưới của thi thể nạn nhân, móc cả hai tay vào bên trong để vét hết những cái thứ bầy nhầy của hắn. Tự tin rằng mình đã lau sạch sẽ không để lại dấu vết gì, Long mới mặc lại quần áo cho cái xác, rồi đặt thi thể của Hoa nằm giữa con đường nhỏ, vừa dặn với hai bánh xe của Long. Hắn cười khanh khách rồi nhảy lên xe, không hề tỏ ra sợ hãi trước đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn theo của cô gái xấu số đó. Cái xe cứ như vậy,
từ từ lầm lũi tiến lên phía trước, rồi cũng chậm chậm giật nảy lên qua mấy dòng bánh xe đen thẳm. Long vẫn tiếp tục nhấn ga cho chiếc xe ô tô chậm chậm bò lên phía trước. Dưới ánh sáng đèn pha, trên nền đường ngập ngụa nước mưa và bùn đất, Long trợn mắt kinh ngạc nhìn. Hoa vẫn chưa chết hẳn. Rõ ràng khi nãy hắn đã thấy Hoa tắt thở, trợn mắt sùi bọt mép, người mềm nhũn ra như cọng bún. Vậy mà lúc này đây, sau khi cả cái xe nghiến qua, thì cô gái xấu số đó đang lóp ngóp bò, giơ tay lên vẫy vẫy như cầu cứu. Ngồi sau vô lan ô tô lại dướng cái tấm kính bị mưa hắt cho nhè nhoẹt. Long trùng mình kinh sợ, không thể nào hiểu nổi. Hắn lại càng không có dám xuống xe đối diện với nạn nhân của mình, vì chỉ sợ sẽ để lại thêm bằng chứng ở hiện trường. Long chỉ thấy cánh tay đưa lên rồi lại hạ xuống như kiệt sức. Con mẹ nó chứ, chưa chết thì bố mày cho mày chết luôn. Long thầm nghĩ, rồi lại nhìn vào gương chiếu hậu. Cả con đường vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người xe qua lại. Đã hơn 8 giờ tối rồi, thời tiết thế này thì chỉ có điên mới ra đường. Hắn tự nhủ, và rồi nghiến răng trợn mắt. Chân trái đạp chết cái bàn đạp côn, tay phải gài số lùi. Dưới nền đường bê tông loang loáng nước, thân thể kia vẫn đang cố sức lóp ngóp bò. Hình như gió vừa thổi mạnh, hắt nước mưa ào ào rơi xuống như muôn ngàn quả chín rụng. Tiếng gió rít lên, chui qua khe cửa kính ô tô như giận dữ. Hai càng gạt nước cảm ứng liên tục gạt mau hơn, nhanh hơn, nhưng vẫn không làm cho cảnh vật rõ ràng hơn trước. Long liếc mắt xuống đường, rồi đạp mạnh chân ga để cái xe phóng dục đi và nảy bật lên một cái dữ dằn, xen lẫn với tiếng xương gãy vụn ra kêu răng rắc. Bóng tối và làn mưa từ từ nuốt trọn chiếc xe ô tô đen xì vào trong. Chỉ còn lại hai chấm đỏ lờ mờ của cái đèn chiếu hậu thỉnh thoảng sáng lên rồi lại tắt. Trên nền đường, xác của cô đang giật giật từng hồi như những phản xạ thần kinh thực vật cuối cùng trước khi tắt thở. Hóa ra, lúc nãy Hoa chưa chết hẳn, cô bị kẹt lại giữa cánh cửa nên tạm thời tắt thở. Đến khi bị ném xuống đường thì hơi thở tắc nghẽn mới bật ra được. Nhưng không ngờ rằng tên sát nhân vẫn chưa dừng lại. Lằn bánh xe cán qua ngực, chết cả vào cằm, khiến phần xương sườn dụng nát, bẹp hẳn xuống. Xương hàm cũng bật tung ra, trên gương mặt chỉ còn từ cánh mũi hất lên. Đôi chân co quắp một lúc sau mới từ từ duỗi ra, để lộ một cái bụng trắng phau sau lần vải áo. Mưa đột nhiên nặng hạt, gió lạnh từ đâu kéo về cứ dù dù từng trận, thổi tung những tán lá khô rơi rụng tung bay lả tả. Nước mưa ào ào đổ xuống, cuốn trôi những vệt bánh xe dính máu dưới mặt đường. Chỉ còn lại cái xác của người thiếu nữ xấu số vẫn nằm đó im lìm không được ai phát hiện. Giữa đêm sâu thăm thẳm, Long vẫn ung dung lái xe dưới làn mưa trắng xóa. Nước đã gột rửa hết tất cả dấu tích của vụ án mạng rùng rợn kinh hoàng khi hắn ngồi sau tay lái. Bao nhiêu máu me, dụng thịt đều bị xóc ra, rơi xuống đường rồi nước lại rửa trôi đi tất cả. Đến hơn một giờ sáng, cái xe đã nằm trong gara và cả trên khúc đường tăm tối đều vắng ngắt không một bóng người. Mấy ngày sau, khi đang trong phòng căng tin của bến xe, tự nhiên một người nào đó mở tivi lên xem. Chương trình thời sự chuyển sang bản tin an toàn giao thông. Người phóng viên đang đứng giữa một đám đông, ai nấy đều ủ dột, buồn đau, cúi mặt. Trên con đường nhỏ, một mảnh chiếu đã được đắp dội lên một xác người. Bên cạnh đó là một cái chén cắm mấy cây nhang đang bốc khói nghi ngút. Dòng chữ dưới màn hình chậm chậm hiện rõ ràng. Tai nạn chết người, nạn nhân là một thiếu phụ mang thai 2 tháng. Long giật mạnh cái điều khiển từ tay người đó, rồi chuyển sang kênh khác. Hắn hơi giật mình, bởi lẽ không ngờ rằng mình vừa xuống tay một cú đâm lấy đi 2 sinh mạng. Hắn thầm nghĩ trong đầu, hóa ra con đĩ đó lại có bầu, chết thiệt. Nhưng cái cảm giác ăn năn hối hận đó cũng nhanh chóng tan đi
Khi những miếng cơm được đưa vào trong miệng, họ nói rằng đang điều tra làm rõ. Nhưng con đường vắng như vậy, dấu vết lại bị mưa cuốn trôi hết cả, thì có mà làm rõ vào mắt. Bất chợt, hắn cười lên khanh khách, khiến cho mấy người tài xế xung quanh đều giật mình kinh ngạc. Nhưng với cái quy và cái ác của Long, họ nào dám lên tiếng hỏi, chỉ cúi mặt xuống ăn cơm không dám nói một lời. Và từ trong sâu thẳm, người ta đều chỉ muốn lắc đầu chán nản khi biết đồng nghiệp của mình là một gã vô tình mất hết đi nhân tính. Vài ngày sau, hắn lại nhận một chuyến chở hàng đi tỉnh. Lần này là chở khách đàng hoàng, chứ không phải ăn tiền chuyển người qua biên giới. Đã lâu không có khách, Long đương nhiên không dạy gì mà từ bỏ lần đi này, bởi hắn không có muốn đám tài xế cùng ngành nghi ngờ hắn. Chiếc xe khách lăn bánh được chừng 3 tiếng, thì đường bắt đầu hiểm trở, khó đi hơn trước. Cao tốc Hà Nội-Lào Cai đã được xây dựng, nhưng chỉ có vài tuyến đường chính đi tới đó. Một đường thì đi qua Vĩnh Phúc, Việt Trì, sau đó sang Yên Bái và tới Lào Cai. Đường khác thì đi sang mạn Sơn Tây và bắt vào đường 70 để đến Lào Cai. Xe của Long cầm lái đi theo lộ trình dài nhất, đó là dòng ngược sang phía bên kia của dãy Long Liên Sơn, đi men theo đường đèo Ô Quy Hồ đến cổng trời Thác Bạc, thả khách xuống Sapa rồi mới về đến bến xe của tỉnh Lào Cai. Đường đi hắn chọn còn xấu lắm, nhưng được cái có thể đón khách trả dọc đường mà không sợ giao thông chặn bắt. Cái xe cứ sóc nảy lên lẫy xuống như người ta đảo cơm chiên hay lật trứng ở trên chảo nóng. Xe của Long cũng khá hiện đại, nhưng vẫn không thể vượt qua được cái hiểm trở của cả đoạn đường. Cái xe cứ vậy mà y ạch bò đi với tốc độ trung bình, không cao không thấp. Long cũng là một tay lái lụa, liên tục đảo vô lăng, lánh né những cái ổ voi ổ gà. Vượt qua Thanh Sơn là bắt đầu tới chân đèo Khế. Con đường 32 nối liền phần mỏm nhọn của địa giới tỉnh Phú Thọ và chỗ hõm vào bên trên bản đồ của tỉnh Yên Bái. So với Ô Quý Hồ hay đèo lên Tam Đảo thì đèo Khế vẫn là một con đường khá dễ đi và ít khi có đoạn cua tay áo hay lộ trình không quá dài, không khiến cho người lái xe phải căng mắt ra điều khiển phương tiện. Nhưng hồi đó đèn đóm chưa có nhiều, ban đêm đường đèo hun hút, sơn lam chứng khí chỉ ngay từ sẩm tối đã mù mịt giăng đầy. Đến khi xe của Long tới nơi cũng quá nửa đêm, cả con đường độc đạo chỉ duy nhất có ánh sáng đèn xe của hắn rọi xuống. Những làn sương trắng lãng đãng trôi trong không khí bị ánh đèn pha chiếu vào lại càng làm cho không gian nhuốm một màu u tịch, dễ khiến cho người ta liên tưởng đến những cảnh âm u trong các bộ phim kinh dị. Trên xe, từ phụ lái cho đến các khách hàng đều đã ngủ hoặc nằm xem phim giết thời gian. Không ai để ý thấy Long vừa lái xe vừa cau mày nheo mắt như thể có vật gì đang chặn trước đầu xe. Quả nhiên, chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại. Một vài người hành khách ngơ ngác nhìn lên không hiểu có chuyện gì. Hai gã phụ xe cũng bị tiếng động nhốn nháo từ khách hàng đánh thức. Họ ngồi nhõm dậy, ngẩng đầu nhìn ra cửa, rồi khi đang định chạy lại hỏi Long thì cửa xe bật mở. Một làn hơi lạnh buốt ùa vào khiến mấy anh chị hành khách ngồi gần đó rung bắn lên lẩy bẩy. Gã lơ xe ngơ ngác hỏi Long. Sếp mở cửa làm gì vậy? Long không trả lời mà đóng cửa lại, rồi đề máy tăng ga cho chiếc xe tiếp tục leo lên triền dốc. Phía sau lưng, những ánh nhìn thắc mắc tò mò vẫn hướng về phía Long, nhưng không ai hỏi thêm câu nào nữa. Hành khách thì vốn không có quan tâm, hai tay đồ đệ phụ lái thì cũng sợ quy của Long, lại nghĩ hắn chơi đồ nên hành động không có tỉnh táo. Nhưng vì vậy mà cả hai thằng đều mở mắt thao láo, không có dám ngủ, chỉ sợ Long lơ mơ lao cả người cả xe xuống vực thì khốn. Chỉ duy nhất có Long là đang bủng rủng chân tay, nhưng trước mặt đàn em không muốn tỏ ra để chúng phát hiện. Bởi lẽ, khi lái xe đang lù đù leo lên trên con dốc, thì bất chợt trong làn sương trắng mịt mù,
Một người phụ nữ, bụng bầu, xách cái giỏ nhựa đỏ như vừa mới đi chợ về giải trai ra dấu dừng lại. Bình thường, Long sẽ mặc kệ, không có để ý, nhưng hôm nay không hiểu có một mãnh lực vô hình nào thôi thúc, khiến cho hắn đi chậm rồi dừng lại. Long gạt cần để mở cửa xe. Ngay lúc đó thì làn gió lạnh buốt thổi ùa vào. Nhưng từ cái kính chiếu hậu, Long đưa mắt nhìn ra sau thì không hề có ai xuất hiện. Không có người phụ nữ cầm cái nhựa đỏ nào với cái bụng bầu to tướng lên xe cả. Chỉ có làn sương mờ đục theo gió đông cuộn vào bao trùm lấy một góc của cái xe và khiến cho bao nhiêu người bỗng rùng mình vì lạnh. Long biết mình đã gặp ma, nhưng là dân anh chị, số má nhiều lại sành tay đâm chém. Cơn sợ hãi chỉ thoáng qua vì ngỡ đó chỉ là một hồn ma quá gian dọc đường. Nó hiện lên chọc ghẹo. Vậy mà khi liếc mắt nhìn vào gương lái, Long lại nhận ra người phụ nữ đó đang hiện lên giữa đường, cầm theo cái giỏ đỏ và tay trái ôm chặt cái bụng bầu to tướng, dùng dục lướt theo xe như đuổi bắt. Hắn sợ hãi, đưa tay vào túi ngực, chạm vào cái lá bùa cầu an mà một ông thầy người thượng ở trên Bắc Cạn đưa cho để trấn yêu trừ quỷ. Quả nhiên, ngay sau đó, Long lại nhìn vào gương thì bóng người phụ nữ ma quái kia đã biến mất, khuất chìm vào làn sương trắng đục. Phía sau Long, mấy tay phụ xe vẫn đang lặng lẽ nhìn nhau không nói. Chúng không có ngủ nữa, nhưng chầm chầm hướng mắt về phía Long như nghi hoặc. Không ai nói gì, trên chiếc xe chỉ còn tiếng thuyết minh giọng miền Nam cho một bộ phim võ hiệp Hồng Kông mà Long mua phát ra từ trong một cái đĩa VCD cũ kỹ. Đa phần hành khách trên xe đều đã ngủ. Họ tựa đầu vào thành ghế hoặc khung cửa sổ, mặc kệ cho chiếc xe rung lắc. Những người khác thì chăm chú ngước mắt lên cái màn hình bé xíu treo trên nóc xe để xem phim cho hết thì giờ. Cái xe như một con trâu sắt khổng lồ cứ lù đù lao đi trong màn sương. Con đèo đã bị bỏ lại phía sau từ lâu, nhưng những hình ảnh rùng rợn lạ thường vẫn cứ ám ảnh trong đầu của Long, làm cho hắn tỉnh thoảng lại phải đưa tay sờ lên lá bùa nền vàng vẽ những nét đỏ đen nhằn nhịt. Xe đã đến địa phận huyện Mù Cang Chải, một huyện miền núi cuối cùng của tỉnh Yên Bái. Cứ đi dọc theo quốc lộ 32 cắt ngang qua huyện, sẽ rẽ sang tới đất Lai Châu, với tiếp giáp là huyện Than Uyên, một huyện có diện tích địa lý không quá lớn, cũng không quá nhỏ của tỉnh. Đi hết huyện thì ngược lên mạn Bắc sẽ tới được phía sau lưng, nghĩa là bên kia dãy núi Hoàng Liên Sơn. Cái xe của Long đi thêm một quãng nữa thì hắn ra hiệu cho một người phụ xe lên đổi ca. Bình thường Long có thể đi hết cả hai chặng khứ hồi không cần nghỉ, nhưng đêm nay hắn không đủ bình tĩnh để cầm giữ vô lăng vì những hình ảnh kỳ quái kia cứ thỉnh thoảng lại hiện lên ám ảnh. Long nhả ga rồi đợi xe dừng hẳn lại mới kéo thắng tay. Hắn còn cẩn thận dặn dò người phụ lái chú ý con đường vì trời đêm nay tự nhiên lắm sương mù. Sau đó, Long lẫn ra ngay sau cái ghế lái, ngồi ở vị trí quen thuộc, chỗ mà Long giấu khẩu súng côn ở bên dưới. Hắn ấn điều khiển cho bộ phim nhỏ bớt tiếng đi, rồi gác chân sang bên, cúi đầu định ngủ. Không biết Long đã ngủ được bao lâu, nhưng khi mở mắt ra thì trời vẫn còn chưa sáng. Màn đêm u tịch bao trùm lấy không gian, khiến cho hắn cũng không biết rõ mình và cái xe đang đi đến chỗ nào. Long nhìn xuống tay trái nơi đeo cái đồng hồ mạ vàng rất đắt tiền mà hắn đã từng được một đàn em biếu làm quà dịp sinh nhật. Cái đồng hồ cơ máy rất tốt, vậy mà không hiểu sao lại chết. Kim dây của nó cứ giật giật ở một chỗ, trong khi kim giờ kim phút đều ngừng lại ở số 12. Hắn nhìn sang đối diện, thấy gã phụ xe còn lại cũng đang ngủ ngon lành. Thấy vậy nên thôi, Long không có định hỏi nữa. Hắn cúi đầu xuống định nghỉ ngơi thêm chút nữa, thì ước lượng thời gian bây giờ chắc cũng sắp đi đến Sapa. Nhưng vừa cúi đầu và cụp đôi mi xuống,
Bỗng từ dư quang nơi khóe mắt, Long nhận ra cuối xe có một bóng người quen thuộc. Người đó không phải ai khác, chính là Hoa đang ôm cái bụng bầu và cái giỏ nhựa đỏ khi nãy hiện ra dưới chân đèo Khế. Long kinh hãi co rúm người, toàn thân rung lên bần bật. Hắn mở to đôi mắt như không tin vào thị giác của mình, bởi nghĩ rằng bản thân còn đang ngáy ngủ. Nhưng không, quả thật ở cuối xe, người con gái đó đang đong đưa, đang đưa cái tay xoa xoa lên cái bụng bầu. Cái giỏ nhựa đỏ đặt ở dưới chân, thỉnh thoảng lại động đậy, lay hoay như có vật gì đó còn sống bị nhốt ở trong. Khoảng cách vụt qua khá nhanh, nên Long chỉ chú ý đến cô gái kia, nhưng người đó thì không. Cô ta cứ liên tục xoa xoa tay vào bụng, không thèm ngẩng đầu lên. Có điều, càng xoa thì cái bụng hình như lại càng nhỏ lại. Ở dưới sàn xe, cái giỏ nhựa đỏ lại càng rung lắc dữ dội hơn. Nhưng kỳ quái nhất là bộ ngực căng tròn, tức sữa của người phụ nữ cũng đang dần xẹp xuống, lún sâu, tưởng chừng như sát với cả da lưng. Giữa lúc đó thì cô gái ngẩng đầu, trừng mắt nhìn thẳng vào mặt của Long. Từ cánh mũi hất xuống, cái hàm dưới không biết đã mất đi đâu, chỉ còn lại một mảng thịt đỏ lờ nhờ, vẫn còn lủng lẳng một mẩu lưỡi thè dài ra ghê sợ. Và trong cái giỏ nhựa đỏ bỗng phát ra một tiếng cười khanh khách của trẻ con. Rồi có hai bàn tay nhỏ xíu trồi lên từ dưới nắm chặt lấy hai quai sách. Long sợ hãi đến tái người, toàn thân lún sâu vào cái ghế. Tay hắn muốn thò xuống dưới định tìm cái khẩu súng, nhưng cả người như thể bị dính chặt keo, hắn không tài nào cử động được. Tiếng cười của đứa bé con cứ cất lên rùng rợn và chói tai lắm, như thể có ai đang lấy dùi đục thẳng vào màng nhĩ. Long muốn hét lên nhưng âm thanh cứ tắt tịch lại trong cuống họng, không thoát ra được. Hắn lại quay mặt ra nhìn gã phụ xe và đóng hành khách để tìm nơi cầu cứu. Nhưng ghê gớm quá, tất cả họ điện đang mở mắt trừng trừng, vô hồn lạc phách mà nhìn thẳng vào Long. Hắn lạnh buốt cả người, như thể lạc vào giữa một rừng toàn là vong linh người chết. Tử khí trùng trùng điệp điệp dây quanh, mà khủng khiếp thay, những khuôn mặt trên xe trừ hai gã phụ lái đều là khuôn mặt của những kẻ thù, những nạn nhân mà Long trừng xuống tay sát hại. Tất cả họ đều đang hiện diện tại đây, ngay trong cái xe Hà Nội Lào Cai này, như thể thế thiên hành đạo đòi lại công lý và mạng sống từng bị Long cướp mất. Chiếc xe đến bến, không biết từ lúc nào hành khách cũng đã rời xe hết cả. Mấy người phụ lái cũng không biết đã đi đâu, bỏ lại mình Long trên chiếc xe vắng ngắt. Long giật mình kinh hãi, chỉ mới chớp mắt trước hắn vẫn còn ngồi trong chiếc xe lầm lũi di chuyển, vậy mà bây giờ đã ở đây, mọi thứ như một thước phim bị nhảy cảnh chuyển sang nơi khác, khiến cho Long choáng váng. Hồn ma cô gái trẻ ngày nào bị Long hãm hại cũng không còn ở cuối xe, nhưng hắn lại càng tỏ ra sợ hãi. Hoa đã bị cả hai hàng bánh xe nghiến qua người, làm toàn thân và khuôn mặt biến dạng đến độ kinh hoàng. Long vốn là một kẻ du đãng liều lĩnh mà khi nhìn thấy vẫn còn sợ hãi. Nhưng cái thứ khiến hắn sợ hãi nhất chính là sự trở về của vong linh. Một sức mạnh vô hình kỳ bí sẽ theo đuổi gã đến hết đời. Đang suy nghĩ miên man, bỗng có một bàn tay trắng toát đập mạnh lên cánh cửa kính, khiến cho Long giật mình rú lên rồi quay đầu lại. Ngoài trời mưa dần lớn, lớp kính loang loáng nước làm cho Long chỉ nhìn thấy lờ mờ một bóng người khoác áo mưa đứng dưới trời mưa lớn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Long đã choáng váng nhận ra đó chính là Hoa. Không phải cô đang mặc áo mưa, mà là máu đang phủ kín người Hoa. Cánh cửa kính lờ mờ thấm nước càng khiến cho cảnh vật bên ngoài nhớ màu ảm đạm điêu linh, và lại càng làm cho khuôn mặt người con gái xấu số trở nên quái dị. Trong khung cảnh mịt mờ ẩn hiện, Long nhìn thấy cái quai hàm xinh xắn của Hoa từ từ trời ra, chảy xuống khỏi gò má như một đống sáp nến bị người ta hơ lửa. Làn da trắng trẻo mà ngày nào Long từng hùng hục hăng say chiếm đoạt
bây giờ trở nên xám xịt, xanh xao, bủng beo, vàng giọt, cực kỳ tổm lợm. Qua một lớp kính trắng, phân chia ra hai thế giới trong và ngoài xe, mà Long vẫn còn ngửi thấy cái được cái mùi tanh hôi lượm giọng của thịt người đang bước vào thời kỳ phân hủy. Bàn tay của Hoa vẫn dính chặt ở cánh xe cửa, không rơi xuống, như thể cô lau đi cái lớp nước làm khuôn mặt kinh khủng của cô lại càng hiện rõ thêm. Long sợ hãi điếng người, hàm răng va vào nhau lập cập, dù thời tiết và không khí trong xe không có nóng cũng không có lạnh, nhưng hắn cảm thấy xung quanh mình tử khí đang bao trùm. Long chớp giới lần xuống ghế ghế, hắn tìm khẩu súng lục ổ xoay, toàn bắn chết con ma đang ám ảnh lấy tâm hồn của mình. Long run rẩy cầm khẩu súng giơ ra, rồi ngón tay cái run run gài búa đập. Nhưng Long chưa kịp bóp cò thì cái bóng đêm ngoài đã biến mất. Thay vào đó là khuôn mặt hãi hùng của người phụ lái đang há hốc miệng chết cứng dưới mưa vì kinh sợ. Cũng may Long kìm lại được, không thì đã nổ súng bắn chết một người vô tội nữa. Ở giữa bến xe có hàng trăm người qua lại, chỉ một tiếng súng nổ cũng có thể khiến Long nhập trại thêm lần nữa. Chưa cần biết hắn có giết ai hay không, Long choáng váng khóa chốt an toàn rồi lắp bắp hỏi: Sao lại là mày? Gã phụ lái vẫn còn đang run rẩy cũng lắp bắp theo lên tiếng trả lời: Em định gọi đại ca dậy ăn cơm. Hồi nãy xuống bến rồi mà thấy đại ca ngủ say quá nên tụi em không có gọi. Vừa nói, gã phụ lái vừa giơ lên một túi cơm đang bốc khói nghi ngút vì còn nóng. Long nhìn mà lắc đầu ngao ngán, hắn ấp úng: Mày cứ để đây đi, chút nữa tao ăn. Bây giờ tao còn đang buồn ngủ. Dứt lời, Long kéo cửa kính xe xuống, thò tay ra nắm lấy túi cơm. Nhưng bất chợt, người phụ lái nắm chặt lấy cổ tay của Long cười lên khanh khách. Và từ sau lớp áo mưa, khuôn mặt nát nhừ của Hoa lại hiện ra, làm cho Long rú lên vì kinh sợ. Đôi mắt trợn trắng, lòi hẳn ra bên ngoài vì sức ép của bánh xe đang nhìn thẳng vào mắt của Long như thay cho lời nguyền rủa. Cái quai hàm dập nát, dính chặt dưới đống bầy nhầy nơi cổ họng, vẫn còn đang phập phồng như đang thở lại, càng khiến cho Long bàng hoàng chết lặng. Hắn không còn định tìm khẩu súng nữa. Hắn cũng làm rơi luôn cả cái túi cơm xuống nền đất, vì cái cảnh tượng hải hùng kia nó vẫn còn đang hiện lên trước mặt. Long như một kẻ điên, dùng dãy rú lên hoảng loạn. Hắn đạp cả chân vào cánh cửa, toan tìm cách thoát ra khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình như một gọng kìm siết chặt. Nhưng không được, cánh tay đó nó cứ như thể bị dính lấy da của Long, bám chặt lên lớp vải rồng xăm chằng chịt. Một cảm giác đau buốt tê tái bùng lên, làm cho hắn lại phải rú lên một lần nữa. Long nhắm tịch mắt, không dám nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt của mình. Cái đầu của Hoa đang từ từ chảy ra, chuẩn bị tan thành nước. Mùi hôi thối của thịt người phân hủy nồng nặc bốc lên. Nó bay qua cả làn mưa, chui vào trong cánh mũi phập phồng của Long, làm cho hắn gặp người ói mửa. Từ ngoài cánh cửa, tiếng mưa rơi lợp bợp, tiếng xương kêu răng rắc cứ như vậy mà vang lên, hòa vào những tiếng gọi âm hồn như vọng về từ địa phủ. Anh ơi, cho em đi với, đi với mẹ con của em đi, anh Long ơi. Long kinh hãi gào lên, toàn thân cố gã quằn quại bị lôi ra khỏi ngoài cửa kính. Chỉ còn thân dưới là vướng lại. Long giãy dùng đập mạnh lên thành xe, tình cảnh chẳng khác nào cái lúc hắn kẹp thân thể yếu ớt của Hoa ngoài cánh cửa để rồi hãm hiếp. Long như con chuột mắc vào cạm bẫy, nó gào lên trong vô vọng, hòng kiếm kế thoát thân. Tôi xin cô, đừng có làm như vậy, tôi không muốn chết, cứu tôi với, có ai cứu tôi với, trời ơi, cứu tôi. Bỗng một sức mạnh không biết từ đâu túm chặt lấy cổ áo sau gáy của Long, giật ngược, lôi gã lại. Long như thể bừng tỉnh khỏi cơn mê,
đôi mắt Hải Hùng nhìn về phía sau như cầu cứu. Dưới đũng quần của hắn, một làn nước khai mù vàng quạnh chảy ra thấm ướt cả sàn xe. Người mới vừa kéo lông ngược lại không phải ai xa lạ, mà chính là hai tay phụ lái. Họ đều kinh ngạc đến Hải Hùng khi nhìn bộ dạng của Long lúc này. Cái xe thật ra đã xuất bến từ lâu, hành khách trên xe đã chật kín. Nhưng Long vẫn ngủ gật sau ghế lái. Đám phụ xe cứ ngỡ Long mệt hay ốm gì đó nên không ai đánh thức gã dậy. Không ngờ đâu, khi chiếc xe mới qua con đèo Ô Quý Hồ thì Long đã bắt đầu ú ớ. Và mới vừa hồi nãy, xe đang chênh vênh giữa một bên là vách núi, một bên là đáy vực, thì Long tự nhiên đứng bật dậy rồi kéo cửa kính xe định lao ra ngoài. Người hành khách ngồi bên cạnh phải núm chặt lấy thắt lưng, còn hai gã phụ xe phải nhanh chóng thắng gấp rồi lôi tuột Long lại mới đảm bảo được tính mạng. Lúc này đây, Long không dám nói gì nữa, chỉ ngồi một chỗ run rẩy như một kẻ sốt rét kinh niên. Còn toàn bộ hành khách trên xe và hai anh phụ lái cũng choáng váng Hải Hùng, không hiểu nổi cái chuyện gì đã xảy ra cho cái tên giang hồ cộm cán từng vào tù ra khám như Long. Họ chỉ biết được rằng Long đang rất sợ, và suốt cả chặng đường mấy trăm cây số tiếp theo, người ta thấy Long không dám ngủ, chỉ run rẩy nhìn xuống sàn xe như thể sợ cái vật gì bên ngoài cửa kính. Hắn trở về nhà khi trời đã về chiều. Ở dưới xuôi không có mưa, nhưng bầu trời cứ âm u xám ngắt, nặng nề đặc quánh như có dương màu tử khí. Những hình ảnh Hải Hùng vẫn cứ ám ảnh trong đầu óc của Long suốt từ sáng đến bây giờ vẫn chưa tan biến. Hắn liên tục cầm lá bùa trên tay như một vật hộ vệ phòng thân không thể tách rời. Long thầm nghĩ, nếu không có lá bùa này, chắc hẳn 5 lần 7 lượt gặp ma đã không được tai qua nạn khỏi như vậy. Có khi phải làm một chuyến lên Bắc Cạn để mời lão thầy tà ngày xưa xuống làm phép trừ yêu, chứ không cứ để như thế này thì chết mất. Long nghĩ vậy, rồi lập tức lần mò trong túi áo ngực, rút ra cái điện thoại đen trắng mà hắn vẫn nhớ rằng mình lưu số của ông thầy tà người gốc Bắc Cạn ở trong đó. Nhưng Long giật mình, trố mắt nhìn lên. Trên cái điện thoại trắng đen hiện lên cả 100 cuộc gọi nhỡ. Điện thoại đen trắng không giống như smartphone. Pin không những rất trâu mà từ chuông đến rung đều rất lớn. Không hiểu vì nguyên cớ gì mà Long không nghe được tiếng chuông khi có người gọi đến. Số điện thoại gọi cho Long cũng là một đầu số lạ mà hắn chưa bao giờ liên lạc, nên không được lưu trong danh bạ của mình. Một số điện thoại mà gọi cho hắn ngần này cuộc thì chứng tỏ phải có việc gì quan trọng lắm. Long không nghĩ ngợi gì thêm, ngay tình ấn để gọi lại cái số đó. Tiếng chuông báo tút dài vang lên trong căn nhà vắng lặng, rồi đầu dây bên kia có người nghe máy. Long hỏi ngay, alo, ai đó? Có việc gì mà gọi tôi nhiều vậy? Không thấy tiếng trả lời, Long lại tiếp tục, alo, nè, thằng nào con nào trêu chọc tao hả? Vẫn chỉ là một sự im lặng bất tuyệt kéo dài. Nhưng lẫn trong sự tĩnh lặng đến lạ thường đó, Long nghe từ đầu dây bên kia có những âm thanh răng rắc, nó khe khẽ vang lên. Hắn hơi giật mình, nhưng sự tò mò bùng lên trong trí óc khiến bàn tay của hắn không thể rời được cái điện thoại. Cứ giữ chặt áp sát vào tai, cố nghe xem có điều gì kỳ lạ đang diễn ra từ bên kia ống nói. Tiếng răng rắc cồm cộp vẫn tiếp tục vang lên. Ban đầu nó giống như tiếng một người đang cố tình nhai một cái vật rắn ở trong miệng. Nhưng càng về sau, Long càng bủng trũng nhận ra đó không phải là tiếng ăn uống gì cả. Đó là tiếng xương khớp bị vật đè nặng lên làm cho gãy vụn. Âm thanh răng rắc đó, nó không xa lạ gì đối với Long, vì cách đây một thời gian, chính hắn đã từng gây nên cái vật đó. Chính Long đã từng cho cả 4 bánh xe nghiến lên thân xác của người con gái xấu số không may rơi vào tay của hắn. Long còn đang bủng trũng bàng hoàng thì từ đầu dây bên kia tiếng xương kêu dở dụng răng rắc đột nhiên im bặt.
Thay vào đó là một tiếng nói thăm thẳm sâu dăng dẳng, như thể vọng lại từ thế giới bên kia. Nó mời gọi, nó kêu hắn bước chân vào cõi chết. Anh Long ơi, em đây, Hoa đây mà, xuống đây với em. Em ở dưới này nè, lạnh lắm. Hắn nghe mà bủng rủng cả người, toàn thân nổi đầy gai ốc, như thể vừa mới bị xối cho một gáo nước lạnh. Long chỉ nghĩ rằng hồn ma chỉ ám ảnh hắn khi hắn ở ngoài đường, hay khi hắn trên chiếc xe đã là hiện trường của án mạng. Chứ đâu có ngờ hồn ma của Hoa lại còn theo về tới tận nhà của Long. Và hồn ma đã gọi điện vào điện thoại của gã như lúc này. Trái tim của Long như thắt lại, cổ họng nghẹn đắng, không thể nói nên lời. Cả người của Long rung lên cầm cập như cầy sấy. Tứ chi của hắn như rụng rời, chỉ trực ngã quỵ xuống sàn. Long làm rơi cái điện thoại xuống đất, lớp vỏ nhựa ọp ẹp lập tức vỡ tung ra, làm cho cục pin và cái thẻ SIM đều bắn văng ra tung tóe. Nhưng những âm thanh mời gọi kia vẫn không hề dừng lại, vẫn văng vẳng như ngay sát bên tai. Anh Long ơi, em đây, em Hoa đây, xuống đây với em, xuống đây với em, xuống đây với em. Những âm thanh kinh dị rợn người vẫn vang lên không dứt, như thể một lời nhắn nhủ từ người chết, dẫn lối đưa đường, lôi Long xuống chín tầng địa ngục. Con rồng xanh của đám giang hồ giờ đây rung lẩy bẩy như cầy sấy, quỳ mọp xuống đất vái lại như tế sao. Nước mắt nước mũi chan hòa dính bết vào nhau chảy tràn trên gò má. Cái đầu trọc lóc của Long cứ đập chan chát xuống nền nhà, vừa khóc vừa gian dĩ. Cô Hoa ơi, tôi xin cô buông tha cho tôi biết tội của tôi rồi. Mong cô an nghỉ nơi chính suối. Tôi sẽ ngày ngày thắp hương cầu cúng, đốt vàng mã nhà xe cho cô, không thiếu cái thứ gì hết. Cô Hoa ơi, tôi cắn rơm cắn cỏ lại cô, tha cho tôi cuộc sống, tôi sợ lắm rồi, cô Hoa. Chưa hại được người thì mặt đỏ như vàng, đã hại được rồi thì mặt vàng như nghệ. Trong cái lúc con thú hoang của Long trỗi dậy, gào trú trên thân thể lõa lộ của cô gái xấu số, hắn đâu có nghĩ được đến cái ngày này. Khi mà hồn ma của cô Hoa cứ liên tục hiện về ám ảnh. Giờ đây, Long chỉ còn biết bám víu vào những lời cầu xin khấn khứa, mong cho vong linh của cô gái trẻ tha mạng cho mình, để cho mình một con đường sống, dù thật lòng Long biết rằng hắn không hề xứng đáng. Những tiếng ma khóc quỷ gào vẫn cứ vang lên trong căn nhà vắng. Diện tích nơi ở của Long vốn chẳng có rộng chút nào, vậy mà hôm nay hắn bỗng thấy thênh thang đến độ lạnh người, như thể bao trùm toàn tử khí. Đây vốn chỉ là một căn nhà cấp 4, Long thuê lại để tiện công việc đánh xe chở khách của gã. Nhà tuy nhỏ nhưng sân vườn rộng rãi, đủ chỗ để cho Long đưa xe vào mỗi lúc đi làm về. Nhưng giờ đây, cái gian sơn nhỏ bé của gã đã trở thành mảnh đất của oan hồn, của vong linh cô gái xấu số chết dưới tay tên đồ tể. Long gian lại một hồi, rồi đột nhiên đứng dậy. Hắn muốn bỏ trốn khỏi cái nơi đây, khỏi căn nhà ám ảnh cái mùi chết chóc này. Nhưng đi đâu bây giờ? Đi đâu thì hồn ma của cô Hoa vẫn sẽ luôn ám ảnh bám theo. Long nghĩ là nghĩ như vậy thôi, nhưng gã cũng bật người nhổm dậy. Đường cầu sinh dù ở nơi nào thì Long cũng vẫn phải đi tìm. Nhưng mới chỉ nhấc được vài bước chân thì bỗng một bóng người đứng ngay ngoài cổng, khiến cho Long giật mình chết lặng và kinh hãi bật ngửa ra sau. Trước cổng nhà hắn là Hoa. Những tưởng rằng khi trời sáng rõ thì những bóng ma, những âm hồn dạ quỷ sẽ phải lánh vào nơi địa ngục âm tào. Nhưng không phải, bằng chứng là vong linh người con gái bị Long hại chết, nó đang lù lù đứng ngay giữa cửa. Dưới ánh nắng cuối ngày của mùa đông khô hanh lạnh lẽo, cái hình ảnh rùng rợn kinh dị đó
càng hiện rõ lên rõ nét. Người ta cứ nghĩ rằng chuyện ma quỷ càng phải âm u thì càng đáng sợ. Nhưng không hẳn như vậy. Với những cơ thể dập nát tả tơi, quay hàng một nơi đầu lâu một nẻo như hồn ma trước mặt, thì trời càng sáng, nhìn nó càng kinh tởm. Long là một tay giang hồ cộm cán, chém giết không gớm tay. Nhưng lúc này, nhìn trong linh người thiếu phụ hiện lên mà ba hồn bảy vía của hắn đều bay biến sạch. Không phải hắn sợ vì đủ thứ máu me nội tạng hay vì hình ảnh cơ thể biến dạng và bị dập nát đó. Long kinh hãi vì không ngờ được rằng hồn ma của Hoa đã có thể lần theo dấu vết bám lấy hắn về đến tận nhà. Long bủng rủng cả chân tay, đầu óc quay cuồng, không nghĩ được phương cách gì để thoát thân giữa cơn hiểm cảnh. Cái tội ác của một kẻ lòng lang dạ sói đã hãm hiếp, còn nhẫn tâm nghiến cả cái xe qua để chắc chắn rằng người phải chết. Thế nhưng Long đột nhiên nhớ ra mình còn lá bùa hộ thân của ông thầy Mo người dân tộc. Hắn không biết trên lá bùa đó người ta vẽ vời những gì, nhưng mỗi lần cầm vào đó, hắn đều để ý thấy hồn ma kia biến mất. Long thọc tay vào túi, rút lá bùa nền vàng nhằn nhịt những nét đỏ đen ra, giơ lên trước mặt. Nhưng lần này vô hiệu lực, bóng ma không những không biến mất dưới ánh mặt trời và lá bùa phòng hộ, cô ta còn đứng trơ trơ, trợn trừng đôi mắt đục ngầu lên, khi hai cái khóe miệng nhếch ra, khoe cái bộ răng trắng ẩn vô cùng rùng rợn. Long kinh hãi gần như chết đứng, trái tim hắn đập lên loạn xạ không còn nhịp phách, mồ hôi trán túa ra ướt đầm cả khuôn mặt. Nhưng không hiểu Long lấy đâu ra can đảm, sống chết lao ra ngoài, chui vào trong chiếc xe ô tô để ngoài sân, rồi đóng sầm cánh cửa lại và cẩn thận khóa chốt cài then, như thể cánh cửa đó là một kết giới an toàn ngăn cách giữa cõi sống và cõi chết. Bóng ma không còn ngoài cổng như hồi nãy, khiến cho Long thở phào nhẹ nhõm vì ngỡ rằng lá bùa đã phát huy tác dụng. Nhưng Long vẫn chưa yên tâm, hắn vẫn cần phải lên Bắc Cạn để tìm gặp lão thầy Tà, người dân tộc. Giờ này, chắc chỉ có lão già đó mới có thể cứu giúp được Long qua cơn hiểm cảnh ngặt nghèo này. Hắn không cần nghỉ ngơi, thời gian đã gấp rút lắm rồi. Long không nghĩ ngợi nhiều gì cả, cứ vậy, nhấn ga phóng đi hướng về phía cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Rồi từ đó, gã sẽ lên Bắc Cạn tìm gặp lão thầy Tà, nhờ lão làm lễ để trục cái vong hồn này về địa phủ. Con đường từ Hà Nội tới Bắc Cạn vào khoảng hơn 200 cây số, đi nhanh chỉ cần 5 tiếng là có thể tới nơi. Nhưng đối với Long lúc này, đó là một con đường thăm thẳm, xa xôi dịu dợi, ngăn cách trùng mây, vì là con đường dẫn từ nẻo chết sang cõi sống. Nhà của lão thầy Tà lại nằm trong một bản xa, heo hút chơi vơi trên một xó núi không tên không tuổi. Muốn lên đến đó, phải đi theo cái lòng vòng theo con đường đèo, băng rừng rồi đi sâu vào trong núi, mất thêm một hai tiếng nữa mới đến nơi. Long chỉ đến đó một lần, nên lúc này đây, gã chỉ cốt hy vọng là mình nhớ đường lên đó. Chứ giữa nơi rừng hoang núi thẳm, đi lạc trong rừng già, chỉ có cái ô tô và nỗi sợ hãi dây bủa xung quanh, thì không khác nào tai họa. Long càng nghĩ, càng nghiến răng đạp lúng chân ga để cái xe nó phóng nhanh hơn, lao băng băng trên con đường đông nghịch người xe trước khi đâm lên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, rồi mới rẽ lên Bắc Cạn. Nhà của lão thầy Tà nằm sâu trong một bản nhỏ trên một trảng đồi, trồng toàn là cau hay cọ gì đó mà Long không biết. Hắn đến lão thầy Tà lần đầu tiên cách đây hơn chục năm. Lúc mới chỉ là một tay lính đâm thuê chém mướn dưới trướng của một gã đàn anh có tiếng trong giới đòi nợ thuê ở đất Sơn Tây. Lão thầy Tà khi đó mới chỉ khoảng 50, nhưng có một phong thái tiên phong đạo cốt khiến cho Long nhìn thấy lần đầu mà còn hơi run sợ kính nể. Lão ta tên tục là Báu, nhưng người trong vùng vẫn quen miệng kính trọng gọi là cụ Thước. Thầy Thước giỏi lắm,
Cả bản này ai cũng biết tiếng nghe danh, thậm chí thầy Thước còn nhiều lần sang tàu vì các thương nhân người Hoa mời tới để làm lễ cúng gia tiên hoặc xem phong thủy. Đại ca của Long năm xưa cũng vì nghe danh của thầy mà mới lặn lội từ Hà Nội lên tận đây. Thầy Thước xong việc với đại ca của Long thì quay sang đưa cho hắn và mấy gã tùy tùng mỗi người một lá bùa cầu an, coi như quà tặng ra mắt, để sau này có việc thì còn nhớ đến nhau. Ngày hôm nay, Long không dám gọi điện thoại cho thầy Thước vì sợ lại phải nghe thấy giọng nói của Hoa, nhưng gã cũng quyết tâm lên tận nơi để nhờ vả cho xong cái vụ này. Căn nhà của thầy Thước cả chục năm nay không thay đổi, nhìn vẫn y như vậy, chỉ có điều cây trái quanh nhà um tùm rậm rạp, xum xuê hơn nên càng khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên âm u tĩnh mịch. Nhà của thầy Thước là nhà sàn, nhưng xây theo cái lối cổ, có nghĩa là hoàn toàn làm bằng gỗ. Những thân cây cao lớn được xẻ ra để tạo thành khung nhà. Xung quanh lại là những tấm ván vừa dày vừa nặng, nhưng cũng đã bị thời gian làm cho bào mòn phong hóa. Thầy Thước khi thấy xe ình ình dừng lại trước cổng nhà cũng ngạc nhiên ngó đầu nhìn ra. Vùng này là miền núi, dĩ nhiên không có mấy người có xe ô tô, nhất lại là ô tô khách. Nhưng xem chừng Long mới là kẻ phải trố mắt ngạc nhiên, vì sau cả chục năm không gặp mặt, không những chỉ có căn nhà mà lão thầy Tà vẫn y như vậy, không hề già đi chút nào. Vừa nhìn thấy mặt của Long qua lớp cửa kính ô tô, thầy Thước đã hơi tái mặt đi một chút. Hai gã đàn ông cách nhau một tấm kính ô tô, nhưng rõ ràng là ai cũng có thể nhìn thấy được trong đôi mắt của người kia đang ánh lên một sự hãi hùng sợ sệt. Thầy Thước đứng trước cổng nói chuyện chứ không mời Long vô nhà. Rõ ràng, lão thầy Tà này đang sợ một điều gì đó. Thầy ơi, thầy có còn nhớ con không? Thầy giúp con với, con đang bị ma ám đó thầy ạ. Tôi nhớ, tôi biết anh là ai mà, lá bùa anh còn giữ hay không? Long nhận ra rằng thầy Thước vẫn chưa có quên mình. Hắn cả mừng, đưa tay vào trong túi áo ngực rồi lôi ra lá bùa màu vàng đã nhăn nheo nhưng phần mực vẫn còn in đậm. Thầy Thước cầm lá bùa trên tay, miệng nuốt khan một tiếng rồi mới ấp úng. Tôi biết anh bị ma ám. Long giật mình trố mắt ra, nhìn lão thầy Tà mà trước đến giờ hắn luôn coi là cao tay ấn, nhưng không thể tưởng tượng được rằng thầy Thước lại thật sự biết mình bị dong theo. Long còn chưa kịp nói gì thêm thì thầy Thước đã tiếp ngay. Đó cũng là lý do mà tôi từ nãy giờ tôi không có mời anh vào trong nhà. Long ấp úng trả lời, trong đôi mắt ánh lên sự sợ hãi bần thần, hiện rõ lên từng cử chỉ run run theo những câu trả lời lắp ba lắp bắp, làm mất đi hoàn toàn sự bậm trợn du đãng thường ngày. Như vậy thì sao hả thầy ơi? Thầy Thước nhìn Long lắc đầu, ánh mắt vừa nghiêm khắc lại pha lẫn chút buồn rầu, lặng lẽ ngước lên về phía chân trời xa xa như mang hoài niệm, rồi một lúc sau mới đáp. Nghề của tôi là xem tướng xấu, đoán vận mệnh, cầu siêu cầu đảo để vong linh người chết được siêu thoát. Nói như vậy thôi, nhưng nghề này cũng cực kỳ tốn âm đức chứ. Vì vậy mà bao nhiêu năm nay tôi mới ở vậy, không có vợ con, vì chỉ sợ đời sau sẽ phải gánh lấy cái quả từ đời trước. Vậy mà ngày hôm nay, anh lại dẫn theo một con ma đến tận đây nhờ tôi trục vong. Vì vậy có khác nào đẩy tôi vào cửa địa ngục A Tỳ. Quan có đầu, nợ có chủ, dám làm, dám nhận. Anh là phường hảo hán, tôi tưởng anh phải hiểu rõ ràng cái điều đó chứ. Long nghe xong mà ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm. Hắn thì biết gì đến hảo hán, đến lương tri. Nghe thầy Thước lải nhải một hồi, hắn phát cáu, túm chặt lấy cổ áo của ông thầy Tà, rồi gằn giọng. Mẹ kiếp cái thằng chó già này, mày không vợ không con, vì sợ nghiệp báo thì kệ cha con bà mày. Tao cũng không có phải hảo hán cao máu gì cả,
Nhưng nếu hôm nay mày không giúp ông trục cái dòng ra khỏi người, thì trạng chết chú cũng băng hà. Mày có hiểu không? Mày hiểu không hả cái thằng chó già này? Mau, giúp cho tao. Tên Long chỉ trong giây lát đột ngột đổi thay thái độ. Hắn hết túm cổ áo, lại nắm chòm rau bạc của lão thầy Tà, khốn khổ mà giật mà lôi. Khẩu súng ổ quay cũng được Long lôi ra, dí sát vào thái dương của ông thầy Tà mà hăm dọa. Thầy Thước trước sự thay đổi nhanh chóng của tên côn đồ du thủ du thực cũng bất ngờ choáng váng, không thể hiểu nổi tại sao lại có một kẻ trở mặt như trở bàn tay như Long. Nhưng ngay sau đó, thầy Thước thở dài lắc đầu, lấy hơi rồi nói: Tôi không phải không muốn giúp anh, nhưng anh thử nhìn lại mình coi đã gây ra bao nhiêu tai họa. Người ta có thể giúp anh trục được ma ra khỏi người, nhưng quỷ thì không dễ vậy đâu. Mày nói cái gì? Long vừa nghe lão thầy Tà nhắc đến chữ quỷ, đã trùng mình buông lơi cánh tay. Anh đã làm cái gì người ta thì dĩ nhiên tôi không thể biết. Nhưng tôi đã nói đó, quan có đầu mà nợ thì có chủ. Anh gieo nhân nào thì phải gặt quả đó. Tôi dù có tài phép đến mấy cũng không thể nào giúp được đâu. Bây giờ anh có giết tôi đi chăng nữa, tôi cũng bó tay. Lão thầy Tà vừa mới ngưng lời thì đã ăn ngay một báng súng của Long vào giữa trán. Ông lão khốn khổ bưng mặt vì đau đớn, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đang cầm đìa máu của mình. Trán của thầy Thước đã rách toát ra một đường dài, máu chan hòa chảy đầy trên khuôn mặt. Cú đập làm cho lão thầy Tà choáng váng cả người, nhưng lão vẫn cố gắng sức mà bò lên trên nền đất. Đứng trước mắt là tên hung thần độc ác. Mày không thoát được kiếp nạn này đâu. Thất nhân thất đức như mày, dù ngày hôm nay tao có giúp mày thoát chết thì không chống thì chạy, cũng có ngày mày quay lại cắn tao thôi. Lão thầy Tà còn chưa dứt lời thì khẩu súng trên tay của Long đã bóp cò. Viên đạn bắn ra khỏi nòng, nhắm thẳng vào người của lão thầy Xước mà xé gió dù dù lao đến. Một tiếng hét thất thanh vang lên. Thầy Thước ôm lấy bả vai bê bết máu của mình rồi ngã vật ra nền đất. Long cũng choáng váng hãi hùng, hắn quăng luôn khẩu súng cho rơi xuống đất. Hắn không thể nào nghĩ được rằng mình sẽ nổ súng bắn vào người, rất có thể trở thành ân nhân cứu mạng gã sau này. Sự nóng nảy côn đồ không bao giờ ngừng chảy trong huyết quản của Long. Biến gã thành một con thú đội lốt người, chỉ cần hở ra một chút thôi là có thể bóp cò lấy mạng nạn nhân ngay lập tức. Thấy lão thầy Tà nằm ngất ở trên sân, Long cuống cuồng nhảy lên xe bỏ trốn. Xa xa hắn đã thấy mấy người hàng xóm ở những căn nhà gần đó, nghe tiếng súng nổ vang trời kéo nhau chạy đến. Tình thế nguy nan như mành treo chuông, hắn có là hạng du côn đầu xỏ cũng không dám một mình đối địch với hàng chục dân làng đông đảo. Việc hắn bắn lão thầy là một biến cố ngoài dự kiến của Long, nên chính gã hoàn toàn cũng không hề chuẩn bị cho điều này. Long cứ như vậy nhấn ga lao chút đi, bỏ lại nạn nhân ở hiện trường cùng khẩu súng, và chính hắn cũng quên bẵng một điều rằng ông thầy Thước đang là người giữ lấy lá bùa hộ thân của Long. Chiếc xe của Long lao đi dung dúc trên đường cao tốc. Ở đây quy định tốc độ không được trên 60 cây số trên giờ, nhưng Long đã nhấn ga lao đến gần 200 cây số trên giờ. Hắn đi nhanh vì sợ hồn ma có qua đuổi được. Từ lúc rời khỏi nhà của lão thầy Tà, Long lại càng cảm thấy bất an lo sợ. Hắn không nghe được tiếng cười, tiếng khóc hay nhìn thấy những hình ảnh hãi hùng đáng sợ của Hoa. Nhưng lúc nào, Long cũng cảm thấy xung quanh mình như thể có một thế lực vô hình nào đó đang tồn tại, bám riết không rời hắn. Sự tồn tại đó không chỉ thoáng qua như trước mà bây giờ hiện hữu luôn như hình với bóng. Long không biết đi đâu, cái xe của gã cứ lao đi băng băng vô định, không có điểm dừng. Mặc kệ những người xung quanh hãi hùng vội vã tấp vào lề, tránh khỏi cái thứ hung thần xa lộ. Nhưng chiếc xe đang chạy ngon trớn thì đột nhiên chết máy.
cứ vậy chậm chậm ngừng dần. Lòng cuống cuồng kinh sợ, hắn càng đạp ga càng vào số âm côn, cái xe lại càng yếu đi như một người sắp chết. Xăng vẫn còn đầy, nước làm mát chưa quá nhiệt, nhưng cái xe vẫn cứ ằn ạt không dứt. Lòng kinh hãi nhìn quanh, thấy xe của mình đang dừng giữa một đoạn đường ốc cao tốc. Hắn đã biết rằng mình bị hồn ma kia ám ảnh, không tài nào có thể chứt ra được. Vong linh của người thiếu phụ bị nghiến nát dưới bánh xe tàn bạo của tên đồ tể máu lạnh, cuối cùng đã trở về đòi bằng được cho mình công lý. Long sợ sệt rồi rời khỏi vô lăng. Hắn không dám xuống đường, cũng không dám rời khỏi cái xe của hắn. Lá bùa Long đút trong ngực áo lúc này, hắn mới nhận ra mình đã để quên ở nhà của lão thầy Tà. Long run lẩy bẩy, ngồi thụp xuống sàn xe lạnh buốt, nhưng áo ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi. Nhưng hắn không để ý nữa. Long lết hẳn vào trong xe, trốn sau một hàng ghế, nhưng sợ có người phát hiện ra mình, hay nói đúng hơn là hồn ma của Hoa nhìn thấy sẽ tìm Long đòi mạng. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào cái vô lăng, khi nó đang nằm yên thì bỗng tự nhiên quay tít như có người tác động. Hắn không thể ngờ được rằng hồn ma có thể tác động cả vào những vật dụng hiện đại của thế kỷ này. Đầu óc đang quay cuồng bởi những ý nghĩ sợ hãi kinh long. Đột nhiên cái điện thoại trong túi hắn rung lên, có một cuộc gọi đến. Tiếng chuông cứ dậy cất lên trong túi quần, chỉ le lói mỗi ánh đèn leo lắc và lạnh lẽo phát ra từ cái màn hình bé xíu nó hắt ra qua lớp vải. Long không dám lôi điện thoại ra ngoài, cũng không dám ấn nút nghe, cứ để tiếng chuông Nokia quen thuộc kêu lên từng chập. Từ sau lớp vải quần, đôi mắt mờ đục và nhè nhẹt nước của Long không thể xác định được là ai đang gọi. Nhưng đang thẫn thờ suy đoán lung tung, đột nhiên tiếng chuông ngưng bặt. Người ta gọi đã tắt máy rồi sao? Không phải, mà là cái điện thoại tự động nó mở nút nghe. Trong tiếng gió bấc cuối đông thổi dù dù qua khe cửa kính ô tô và tiếng mưa phùn rả rích, nó đang dần trở nên nặng hạt giống như đêm nào. Cái điện thoại rè rè cũng phát ra những âm thanh ma quái như để phụ họa theo khung cảnh rờn rợn đó. Ngồi bó gối giữa hai hàng ghế, Long kinh hãi nhìn vào cái túi quần mà không chớp mắt. Lẫn với những âm thanh rè rè nghe như tiếng radio cũ kỹ, vẫn là những tiếng động của máy xe hơi, tiếng lục cục của xương sẩu gãy trời và tiếng cái xe nảy lên nghe nó nghiến qua một cái xác người đang nằm trên mặt lộ. Chiếc xe vừa mới chết máy bỗng nhiên lại gầm lên, khói từ sau xe bốc lên đen kịt. Rồi cứ thế, chiếc xe từ từ lăn bánh, chậm chậm đi trên cao tốc dù không có ai điều khiển. Lòng kinh hãi, bàng hoàng, hắn cứ ngồi kẹt giữa sàn xe và hai hàng ghế, trố mắt ra nhìn cảnh tượng không thể nào tin nổi đang diễn ra trước mắt. Chiếc xe dần tăng tốc, Long nghe được thấy bên tai có tiếng gió rít như lên cơn giận dữ. Nó dù dù từng đợt liên hồi không dứt. Lẫn trong tiếng gió lạnh lùng dung chút đó còn có cả tiếng cười khanh khách của Hoa, của đứa trẻ mà cô gái xấu số mang trong bụng vào cái lúc bị Long hãm hại. Những âm thanh ma quái trợn người xoáy vào tai, chọc vào màng nhĩ như ngàn vạn mũi kim châm, làm cho Long chết điếng người. Trước mắt Long, cái vô lăng vẫn đang lắc lư để chiếc xe tự động chuyển động. Bên tai Long, những lời mời gọi của Hoa lại cất lên lần nữa. Nó âm u sâu thẳm đến rợn người. Hắn cảm thấy số phận của mình sắp chấm dứt đến nơi. Và ngay khoảnh khắc đó, chiếc xe của Long và cả hắn bắn giọt ra khỏi một đường tà dìa đường cao tốc, lao đầu xuống một con kinh cạn nước. Những nhân chứng có mặt khi đó kể lại rằng họ nhìn thấy Long ngồi sau ghế lái, tay nắm vô lăng, mồm miệng liên hồi gào thét, phóng đi dung dúc như một kẻ tâm thần trên chiếc xe khách trước khi cả người lẫn xe lao qua tà dìa chắn đường. Hậu quả của vụ tai nạn không khiến cho Long phải chết, nhưng cái giá phải trả qua hắn
là một đầu óc tỉnh táo nhưng luôn bị ám ảnh bởi những hồn ma và tứ chi tàn phế, nát bét không còn cử động. Long không còn là con rồng xanh ngày nào chuyên tác quai tác quái. Giờ đây, hắn chỉ là một cục thịt không có chân tay, nằm một chỗ hoặc lết đi để xin ăn, liếm từ miếng vỏ bánh cho tới gót giày người khác. Cái chết không dành cho những kẻ như Long, cái giá thích đáng cho hắn là một sự sống lâu dài nhưng quằn quại, khổ đau, dằn vặt gã suốt ngày này qua tháng khác. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ngắn Dòng Linh Báo Quán, tác giả Tuấn Vũ. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.